và duyên trời. Nhưng cớ sao họ không thể bên nhau, sao nỡ chia đôi vậy ông trời. Họ đã từng nếm đủ nước mắt, sao vẫn không thể được thắt chặt. Là do quá khứ hay vì hiện tại bên trong cái tâm. Ở trong mỗi con người ai cũng tồn tại những ý nghĩ không hề chân thật. Họ hay ích kỷ, chỉ quan tâm đến những thứ họ có và mất. Đến khi mà chẳng còn thứ gì, lại luôn hướng tới những thứ mới. Có chăng chỉ là một thoáng suy nghĩ rồi tự nhắn nhủ về cuộc đời. Cứ một giây trong đời họ đi qua, là một phút họ sống trong dối trá. Thời gian đâu phải tất cả mà những hân hoan ấy mới thấy mắt mà. Đôi lúc họ cũng có nhìn lại, người thân họ đâu có tồn tại. Họ chỉ luôn nghĩ tới ngày mai, liệu có điều gì họ phải âu lo. Tôi cũng là một trong số đó, cũng có một tình yêu đầy ước mơ và cả những hoài bão để trăn trở. Bước theo đôi chân ấy thật bé nhỏ, từng vấp ngã rồi dậy đứng dậy, từng biết rõ những thứ mình thấy, từng có thể quên được hết mọi thứ qua những niềm vui đó trong hàng ngày. Ai cũng phải thay đổi và lớn dần theo những tháng năm, mong ước một lần trở về tuổi thơ, nằm giữa cha mẹ ấp trong chăn, với những giấc ngủ thật chìm đắm, với những giấc mơ thật phẳng lặng. Nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích và trong lòng ước mong rằng một ngày mai con mẹ đủ lớn khám phá thế giới rộng mênh mông. Thì cứ mơ mèo mò sơ vẽ lên tường, giờ đây trải nghiệm về cuộc sống. Tất cả đâu phải toàn màu hồng, hãy chọn một cách sống mở lòng, thả đi nước mắt để hướng tới, nhặt những vụn vặt trong mảnh đời sẽ thành công. Đôi khi đó là ước mơ của những con người thật bé nhỏ mà họ không hề có tuổi thơ. Tuổi thơ của họ bị tổn thương, gia đình là thứ họ ao ước, bàn tay chẳng phải đôi chân là thứ mà họ phải bước trên con đường. Trái tim họ đập bằng lý trí, đôi mắt đỏ tràn đầy những quyết tâm, không hề có một chút ý nghĩ ước mơ ngày mai được thay đổi số phận. Đồng tiền với họ là bữa ăn, người thân với họ là tiếng cười, chỉ mong ngày mai nắng ấm mang đến bình yên với tất cả mọi người. Cuộc sống ẩn dần những mất mát, tồn tại những căn bệnh hiểm ác, nằm trên giường trắng với giấc mơ thật đẹp, bên ngoài đó đâu có an toàn. Họ thấy tuyến đường toàn ánh nắng, bay lên với đôi cánh màu trắng và đuổi theo những cánh bướm cho đến khi bình minh chói lòa đôi mắt. Tôi cũng ước mình có một đôi cánh bay theo những giấc mơ trong đêm qua, để cảm những mảnh đời bất hạnh còn đang phiêu dạt bên cạnh nơi chốn lạ. Mọi người sống vui vẻ chân hòa, không còn ích kỷ và dối trá, chỉ còn tìm